Xin chào cô bác chị bạn. Trước tiên Sơn cũng xin kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe giàu năng. Hôm nay Sơn làm cái món phô cầu gà chiên nước mắm, vừa được mới phô cầu thì một con rửa muối sạch hết rồi, có đường với bột ngọt, nước mắm, rồi tương ớt. Đây mình chiên nước mắm, thành ra mình không xài hạt nêm, mình xài nước mắm thôi, tiêu với hành tím, tỏi, ớt, cái phô cầu, ớt ngọt, ớt tiêu, ớt nước mắm. Chọn cho nó đều để tầm 15 phút, 15 phút sau rồi mình để lên chiên cho nó ngấm nó ngon. Rồi bỏ lên chiên. Đây là phô cầu vàng. Rồi gà cái này. Cái hành tím với tỏi vàng thơm, mình cho nước mắm vô cho nó dậy mùi. Vậy mùi thơm liền. Tương ớt. Thêm ít đường. Cho tất cả nó hòa quyện lại với nhau hết. Cho phô cầu vô. Đảo cho nó rút hết cái sốt vô, nó ngon, cay nhẹ nhẹ, mặn ngọt. Xin chào cô chú anh chị các bạn. Đây món anh yêu thích đây, đó là phô cầu gà. Phô cầu vịt thì anh không ham mấy đúng không? Đúng rồi, cái này phô cầu gà phái không? Gà là cỡ nào cũng chơi mà phái mình lại số lượng rất là nhiều đó anh. Đấy đó, nhiều. Hôm nay tôi thử ha. Ôi da. 3,5 kg. 3,5 kg còn 3 kg. Hôm nay làm khó anh bữa nha. Cố gắng nha, hôm nay làm khó thiệt luôn đó. Anh được 20 phút. Trời. Đó, được 20 phút à. 20 phút và 3 kg rất khó nha. Rồi ok, thắng được mấy tờ này ha. Mời cô chú anh chị các bạn dùng phô cầu gà. 1, 2, 3. Thôi hôm nay tập khó cái y rồi sao. Ba ký phô cầu gà chiên nước mắm 20 phút.
Thank you.
bao nhiêu, từ từ thưởng thức không con? Cái phao câu này mà 3 kg anh ba là rất lẹ luôn. Ok, phao thử của anh ba. Thì mình sống cũng phải có tình cảm chút xíu, nhưng anh ba anh quát 2 phút nhưng mà không sao. Mình cố tình mình hôm nay mình làm khó y chút xíu thôi. Thử mà y mà qua được cái mốc 20 phút thì là quá hay. Còn nói chung là y ăn cái này 23 phút là quá hay rồi. Thì nói chung là anh em sống có tình cảm chút thì cũng rất mong cô bác chị bà thông cảm, chứ mình không phải là ác ý gì với anh ba. Dạ quá hả? Quá, nhưng mà vẫn là phần thưởng anh. Thì em muốn, cố tình em muốn là anh thử anh coi sao thôi. Nhưng mà anh ăn quá hay luôn, có 23 phút à. Quá 2 phút, tức là 21 phút thì mới quá. Hai anh em mình cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe. Và nay xin chào.